Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ cho 8 đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang thành phố. Theo quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có 2 đồng chí được bổ nhiệm lại, 5 đồng chí nhận quyết định điều động bổ nhiệm và 1 đồng chí nhận quyết định nghỉ điều trị bệnh. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố bổ nhiệm điều động vị trí công tác mới. Đồng thời đề nghị từng đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực rèn luyện hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố gặp gỡ, giao nhiệm vụ 19 cán bộ được cử tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 143 tại trường Chính trị thành phố Cần Thơ.